Chào các bạn Chủ đề buổi hôm nay Thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn làm các dạng toán liên quan đến tìm các số hạng Tìm tìm số số mà thỏa mãn một điều kiện cho trước Thầy chia thành các chủ đề nhỏ để các bạn dễ theo dõi Nhưng cái tên gọi thì sẽ cố gắng sao cho nó sát với cái đề bài nhất để Khi các bạn gặp một bài toán tương tự các bạn dễ dàng nhớ lại những phương pháp giải như thế À, trước khi vào các bài tập Thì thầy nói một chút lý thuyết như thế này nhá lý này à, Với một số Thầy lấy luôn ví dụ để các bạn hình dung Với một số ABC A, B, ABC chẳng hạn Với một số Có ba chữ số ABC chẳng hạn A, B, C. Đấy Chẳng hạn như là Trong đó ABC Sẽ Sẽ là một trong mấy chữ số Một 2 3 4 nha. Thế là một trong mấy chữ số 1 2 3 4. Đề bài yêu cầu là gì? Hãy lập tất cả các số có ba chữ số được tạo bởi các chữ số này và khác nhau. Khác nhau Khác nhau. Cách lập ở đây là gì? Cách lập ở đây là các bạn hãy viết theo thứ tự một trình tự lần lượt từ bé đến lớn có nghĩa rằng bé nhất ở chữ số a này nó là chữ số 1 đúng không chúng ta viết một tiếp theo b nó phải khác một tức là b phải bằng 2 sau đó đến c là 3 đấy tổng số bé nhất là một trăm tiếp theo là một trăm hai bốn đúng không chữ số hàng đơn vị hết chưa hết khả năng rồi ta lại phải thay đổi chữ số hàng chục chúng ta được một trăm 3, 2, 100, 4. Đó. Vậy, chữ số hàng chục nó là 2 và 3. Hết chưa? Chưa hết. Nó còn mấy nữa? Còn 4. Đúng không? Vậy ta được là 142, 143. Hết nhỉ? Chữ số hàng chục hết rồi. Vậy ta lại thay đổi đến chữ số hàng trăm. Đó chính là chữ số 2. Đúng không? 213, 214, 4, 2, 3, 1 200 31 203 4 1 và 204 3. Đó. Chữ số hàng trăm 2 xong rồi, tiếp đến chữ số hàng trăm là 3. Tương tự chúng ta sẽ có 6 số đúng không? 6 số và chữ số đây là chữ số hàng trăm là 3, chữ số hàng trăm là 4 chúng ta cũng có 6 số. Đây, tổng cộng đây ta có mấy 24 số đúng wow. không 24 số ta thống kê ra ta có 24 số Nhưng đầu bài nó lại yêu cầu này hỏi xem có bao nhiêu số bao nhiêu số dạng này mà không yêu cầu thống okay. kê vậy ta phải có một cách làm khác để ta không phải đếm bằng cái này đúng không cách làm đây là gì <laughs> các bạn thấy thấy nhá a à này có mấy cách chọn nào À có 4, 4 lựa chọn đúng không? 1, 2, 3, 1, 4 4 lựa chọn 4 lựa chọn, đây, gọi như này 1 lựa chọn 2 lựa chọn 3 lựa chọn và 4 lựa chọn Đúng chưa? Thế ta xem rằng mỗi với mỗi lựa chọn này Thì có bao nhiêu số? Mỗi lựa chọn này có bao số? Các bạn thấy nhé, mỗi lựa chọn này Thì ta lại lại phải chọn chữ số hàng Hàng chục và hàng đơn vị đúng không? Chữ hàng chục có mấy lựa chọn nào? 1, 2, 3 Đó, vì sao lại 3 Chữ số hàng trục có 4 khả năng Nhưng nó phải khác 1 Vậy nó sẽ còn 3 lựa chọn Đúng chưa? còn 3 lựa chọn Thế tương tự chữ số hàng đơn vị, nó chỉ còn mấy thôi Chỉ còn 2 lựa chọn Đúng không Đây, các bạn thấy nhá. <laughs> Khi chữ hàng trăm là 1, chữ hàng chục là 2 rồi Chữ số hàng đơn vị chỉ còn 2 lựa chọn Đúng chứ Vậy là chữ số A này Có 4 lựa chọn B có 3 lựa chọn và C có 2 lựa chọn Nên mỗi lựa chọn này ta làm nào Cứ mỗi lựa chọn Cứ C có 2 lựa chọn Được chưa? Mỗi chữ số hàng chục mà cố định Có 2 lựa chọn thì có 2 Ở đây có 3 chữ số hàng chục Vậy chúng ta có 2 nhân với 3 Cái lựa chọn chữ số hàng chục và đơn vị Được chưa? Đấy. Vậy là mỗi cái dãy này sẽ có 2 nhân 3 mà chúng ta có mấy dãy? 1 2 3 4 dãy. Vậy chúng ta có tổng là 4 nhân 3 nhân 2 và đây đúng bằng 20. Từ chưa? Bằng 24. Đấy. Thì nhắc lại nhá. Để làm cái dạng toán tìm số số hạng này, ta phải xem mỗi chữ số xuất hiện có khả năng xuất hiện bao nhiêu lựa chọn. Sau đó ta nhân lại, đúng chưa? thế còn vì sao nhân thầy đã giải thích ở ví dụ này ở lý thuyết này rồi nha để chúng ta có thể hình dung lý thuyết ta sẽ sang các bài tập áp dụng như sau